Hello, Hello teacher. Hello teacher. Hello guys. Hello everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Please wait a little bit. Okay. Hello teacher. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Nice to see everybody today. Các bạn đợi cô một xíu. Hello, teacher. Hello, teacher. I am not like you. Hello, teacher. How are you, teacher? I'm fine, thank you. Have you guys watched the match between Vietnam and Indonesia? Yes, my daddy is watching it. Yeah, my family is watching zero it. And zero. Zero and zero. Zero, right? Oh, oh, right? My family is watching it too. Look it. Yeah, we're gonna play it. Hey, block it. We play both quizzes and block it. Have you guys done the homework? Is it easy? Yes. No. Yes. It's not easy. It's not easy. Okay. No. I will correct them for you. Yeah, they're not really easy, right? Because I personally chose some words that maybe you guys haven't known. We play the quizzy. Both. We play both quizzes and flip it today. Wow. Enjoy, man. Yeah, quizzes is the homework. We're going to do it again, the homework, right? Broken. Not a lot of you guys have the correct answers, right? So we're going to do okay. We're gonna do this one first, then we're gonna play Phuket. Phuket is easy. I prepare for the Phuket. They are the fruits. Let me see. Most of you guys, you guys have 5 incorrect answers. Wow, good. Các bạn thì các bạn đều làm khá là đầy đủ cho cô này. Okay, good job. It's kind of hard, right? It's kind of hard, right? Easy. I don't know why. It's easy. Let's do this quiz again, okay? Okay. After that, I will correct some of the some of your answers. Sau khi làm xong cái quiz này lại thì cô sẽ sửa bài cho tụi con những cái câu này. Đây là những cái từ mà mình có thể nhớ, mình có thể học. Đương nhiên là cái này nó sẽ hơi khó một xíu tại vì cô cũng nói là cô sẽ lựa ra những cái câu mà nó không có dễ như là cô hỏi những cái câu như apple or banana. Yeah, I don't ask those, right? I ask different things. Ah, you haven't played Harry? You haven't played what? Haven't played. Ah, you mean Phuket, right? The other day? Yeah, we played Phuket today. Now, okay, I have to stop. Wait, yeah. I have the link in the chat box, okay? So you guys do the homework. Do this one again, okay? Okay, wait a little bit, guys. It's my computer. Okay, now I send you the link. Can you guys see the link? Tôi là chủ vui tình. Tôi là chủ. Okay, what about the others? I can see 27 students. What about the others?
Okay, 43 students. What about the others? What about the others, guys? Ah, maybe some of you haven't seen the link, right? Maybe some of you haven't seen the link. Here, here's the link for if you guys haven't seen the link. I send you guys the link again, okay? Bạn nào mà nhảy vào sau khi mà cô gửi cái link á, thì cô vừa mới gửi lại, tụi con vào lại nha. Okay, let's wait for your friends. Forty-eight students already. Fifty-three already. What about the others? There are about 60 students in our class. What about the other 10? Where are you guys? I will wait for you guys one more minute, okay? One more minute, then we can start the game. Okay, 56. Good job. 57. Okay, good job. Now wait for your friends one more minute, okay? The last minute, everybody, the last minute. Okay, I will start a game, everybody. 5, 4, 3, 2, 1. Right. Số lượng câu đúng của tụi con hôm nay là bị ít nè. Tí nữa là mọi người nhớ phải nghe cô nói, phải nghe cô giảng cái đấy nha. Ok. Thank you.
more minutes. Để bạn nào mà tụi con làm chưa xong thì bây giờ mọi người cố lên nè. One, the last minute, okay? The last minute. Okay, guys, I will end the game now, okay? I will end the game now. Let's see. You guys know the result, right? If you guys come back to my screen, you guys can see that Hoàng Giang is in top one, right? Good job. Well done. So we got top three, Hoàng Giang. Who else? Hải Đăng and who else in second place? Let me take a look again. Wait me. Okay, so we got Kelly, Hoàng Giang, and Dan. Good job. Good job. Most of you guys will have about like, let's see, Hoàng Giang, you've got like two or about two to three incorrect answers, right? Okay, now we're gonna review the question. Ở đây thì cô chỉ lựa ra một số cái từ lạ lạ. For example, this one. So I think this one is easy. Cái này thì có nghĩa là dễ này. This is steak. Okay, steak. Steak có nghĩa là thịt bò. Thịt bò như là tụi con nghe món bít tết ở Việt Nam mình á, thì đây là cái tên của món này nè. Món bít tết á, thì nó sẽ có tên là beef steak. Thay vì phải đọc đầy đủ là beef steak thì mình vẫn có thể dùng cái chữ steak này. Người ta vẫn hiểu là thịt bò bít tết của mình á. Bít tết á, cái miếng bò bít tết á. You're gonna say steak. Okay, steak. And this is the correct way to write the word steak. Okay, đây là cái cách đúng để tụi con biết cái chữ steak nè. Okay. Next up, what you have? This one. Yeah, I already show you guys this one in the previous lesson, right? Cái này là cô có từng chỉ mọi người trong cái bài lần trước nè. Peanut butter, right? Peanut butter, bơ đậu phộng. Bơ đậu phộng thì tụi con sẽ gọi là peanut butter. Okay, peanut butter. Okay, now take a look at this one. Dumpling. Dumpling. A lot of you guys think this is dumpling, right? But dumpling only have one letter P in the word. The first one. Dumpling only have one letter P in the word. This is the correct word for dumpling. Đây mới là từ chính xác tụi con viết cho chữ dumpling nè. Nó chỉ có một letter P thôi. Thứ hai, khi mà tụi con search ở trên, nếu mà tụi con search ở trên mạng á, thì tụi con sẽ thấy là gì? Dumpling á. Thực tế dumpling thì nó sẽ mang hai nghĩa. Nó vừa có thể hiểu là bánh bao mà thực ra nó còn có hiểu thêm một cái gì nữa. Cái sủi cảo mọi người ăn á, nếu mà tụi con search ở trên mạng thử á, thì tụi con thấy cái chữ dumpling này nó sẽ ít hiện ra cái hình bánh bao, mà chủ yếu nó sẽ hiện ra cái món giống như là há cảo, sủi cảo ở bên nước ngoài thì ăn á. Nếu mà bạn nào có ăn thì kìa biết cái món đấy, nó giống như cái viên sủi cảo của mình á, nó giống như là cái viên sủi cảo của mình vậy đó. Thì khi mà tụi con search cái chữ dumpling này nó sẽ ít ra hình bánh bao lắm. Nó vẫn có mang nghĩa là bánh bao, nhưng mà cái bánh bao của người ta ý là không phải là bánh bao làm bằng bột như thế này, mà cái bánh bao đại ý người ta là cái bánh như là bánh sủi cảo, há cảo của mình á. Còn cái steam bun này chính là cái chính xác nhất. Nếu mà tụi con search steam bun thì chắc chắn nó sẽ ra cái hình bánh bao này, chắc chắn luôn. Thì cái từ này là cái từ chính xác nhất để miêu tả cái món bánh bao này. Thì tụi con sẽ dùng cho cô là steam bun. Steam nó mang nghĩa là hấp á. Steam nó có mang nghĩa là hấp á. Thì đây là cái món hấp mà, đúng không? Tụi con cần phải hấp món này lên, đúng không? So this is steam bun. Thì đây là steam bun. Còn dumpling thì thực ra nó chỉ có one letter P thôi. One letter P only, not two letter P. Okay. Now, the next one. You got boiled egg. Yeah, good job. Đây là trứng. Trứng nhưng mà trứng như thế nào? Trứng này là trứng luộc. Nếu mà tụi con thấy là hai cái từ này thì chưa đúng nè. Hai cái từ này thì là chưa viết đúng nè. Đây là động từ. Động từ thì mình viết như thế này là chưa đúng. Ở đây mình phải viết như thế này là trứng luộc nè. Còn nếu tụi con nó nói về món này là fried egg. Nó có nghĩa là trứng chiên. Đây là món trứng chiên nè, thì tụi con phải viết là fried egg. Còn ở đây là boiled egg. Boiled egg mới là trứng luộc nè. Theo cái bức hình của mình thì nó là trứng luộc nè. Nên các bạn để ý kỹ cho cô, trứng luộc với trứng chiên, hai cái từ này là mình cũng rất là hay dùng, đúng không? Mọi người có thể học thêm những cái từ này. Ok.
This one, hôm trước các bạn nào nói với cô về về xã đó, cho nên là cô có nhớ ra, nên là cô chọn cho con cái câu này. Đây là xã, đây là xã nè. Xã thì nó sẽ là lemongrass, ok? Đây là cái củ xã, cây xã này, thì nó sẽ là lemongrass. Còn celery thì nó sẽ là gì? Cần tây. À, cucumber chắc chắn là không phải rồi đó. Nếu mà bạn nào học kỹ về tên của những cái vegetable với lại fruit thì các bạn sẽ nhớ cucumber là quả dưa chuột, quả dưa leo á, chứ không phải là xả đâu. Xả thì tụi con sẽ có cái từ này, lemongrass, mọi người nhớ nha, lemongrass. À, những cái từ này mọi người có thể về sau khi mà tụi con xem lại video, tụi con học lại những cái từ này cho cô. À, a lot of you guys choose ice cream, right? Hôm trước cô cũng đã giải thích cho tụi con nghe cái từ ice cream với cái chữ này, popsicle, thì nó sẽ khác nhau một xíu. Ice cream là những cái kem mà tụi con thấy là nó nằm ở trên cái một là nằm trong ly, hai là nằm ở trên cái ốc quế á. À, thì cái ấy mình mới gọi là ice cream. Còn cái kem que đá như thế này thì tụi con phải gọi cho cô là popsicle. Cái kem que đá như thế này mình sẽ không có gọi là ice cream đâu, mà thực ra mình sẽ gọi nó là popsicle. Popsicle. Mỗi lần tụi con thấy cái kem que đá như thế này là tụi con sẽ biết đây là popsicle. À, chứ mình sẽ không gọi là ice cream đâu. Popsicle. Okay guys? Popsicle. Mm. So this is a kind of fruit. So this is not durian, not jackfruit, not longan. This is mangosteen. Mangosteen. And you guys don't say mangosteen, okay? Tuy là nó có cái chữ mango ở trong đây, nhưng mà thực ra trong đây mình sẽ không có đọc là mango đâu. Mình đọc là manga. Mangosteen. Mangosteen. Quả măng cụt. Mangosteen. Mangosteen. Durian. What is durian? Who knows? Write in the chat box for me, okay? What is durian, guys? And jackfruit? Durian and jackfruit and longan. Do you guys know these three fruits? Ta biết ba loại quả này là quả gì không? À, sầu riêng thì sẽ là durian. Đúng rồi, mít là jackfruit. Ah, yeah. What about longan? What about this one? Longan? Đúng rồi, hãy đăng. Yeah, good job. Yes, đúng rồi, quả nhãn. Đúng rồi, tụi con sẽ lần lượt có này. Sầu riêng nè, mít nè, quay quả nhãn nè. Good job. Và còn quả này thì mình sẽ có là mangosteen, right? Mangosteen, not mangosteen. Okay, mọi người nhớ cho cô. Not mangosteen, mangosteen. Ah, mangosteen. Ah, yes, guava. Quả, quả ổi. Okay, quả ổi, guava. Good job. Bacon is a kind of meat. Ah, bacon là một loại thịt, thịt xông khói á. Thịt heo xông khói, tụi con có biết mấy cái miếng thịt heo xông khói á. Đó, cái đấy mình gọi là bacon. Đây là quả gì? Quả xoài nè. Và đây là quả bơ nè. Avocado, mango. Okay. Ah, what about this one? Who know what is it? Who know what is it? You guys look at the picture. What is it, guys? Đây là quả gì? Ah, quả hồng. Đúng rồi. Persimmon, right? Persimmon. Good job. Quả hồng. Hot pink fruit. Okay. Cô biết là mọi người biết là quả hồng nên là đôi khi tụi con sẽ gọi là đặt cái tên của nó, đúng không? À, đặt theo cái tên của nó thì tụi con nghĩ quả hồng sẽ là pink fruit, đúng không? But no, it's not pink fruit. Okay, it's not pink fruit. À, and what is dragon fruit? What about dragon fruit? Who know dragon fruit? Who know dragon fruit? Remember, quả hồng, persimmon. Persimmon. Đúng rồi, thanh long. Yeah, thanh long. Good job, guys. Thanh long, well done. Good job, good job. Ah, this one, longan. Wow, a lot of you guys choose longan, huh? Đây là quả nhãn nè. Mọi người biết nè, star fruit là quả khế nè. Blueberry là Việt Quốc nè. Mình có cái này, custard apple. Custard apple. Và cái này tụi con thay vì đọc là custard apple thì tụi con nối âm vào cho cô. Thay vì mình đọc là custard apple thì mọi người nối âm lại vào cho cô. Custard apple. Custard apple. Custard apple. À, mình nói cái âm D ở cái đuôi của chữ custard và cái chữ apple cho cô thì mình sẽ thành là gì? Custard apple. Custard apple. Đây là quả na hay là ngoài mảng cầu á. Ví dụ như cô không có gọi là quả na đâu, cô gọi là mảng cầu á. Còn nhiều bạn sẽ gọi là quả na, đúng không? Đây là quả na hoặc là quả mảng cầu nè. Custard apple. Custard apple. Dapple, not apple. Dapple, dapple. Ok, các bạn nhớ tập đọc theo cô nha. Đúng rồi, ở miền Bắc thì sẽ gọi là quả na, còn cô ở miền Nam cô gọi là quả mảng cầu. Next up. Ah, yeah, good job. Oh, wait. Yeah, rice paper. Well done. Bánh tráng, cái tờ bánh tráng màu trắng tụi con hay ăn á. Cái đấy mình gọi là rice paper. Good job. Rice paper. Not white paper, not brown paper. Okay, rice paper. Good job. Ah, this is, what is it?
Asparagus. Asparagus có nghĩa là cái này, thật ra cô cũng còn chưa ăn cái này bao giờ, cô chỉ biết cái này là gì thôi chứ cô chưa ăn bao giờ. Đây là măng tây. Đây là măng tây, mình sẽ có là asparagus. Asparagus. Okay? Again. Asparagus. 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 Măng tây. It's a kind of vegetable. It's a kind of vegetable, okay? Next up, you have, okay, so this is actually a kind of fish. This one is hard, right? I know this one is hard. Ah, mình làm sao mà nhìn ra được cái cá này là cá gì nữa, đúng không mọi người? Thì đây, cô chủ yếu để cái câu này cho cô giới thiệu cho tụi con thêm về một số loại cá. Mình có cá này là codfish. Cod là cá tuyết á. Cá tuyết. Đây là cá tuyết. Cá này là rất là hay dùng trong nấu ăn, đặc biệt ở bên nước ngoài á, người ta hay dùng codfish. Ở đây còn catfish. Mọi người biết là cá gì không? Bây giờ ai biết catfish nè? Who knows catfish, guys? What is catfish? Oh, I can see Benang raise his hand. Yes, and tell me, what is catfish? Catfish là gì em? Cá mè. Cá mè. Ah, Anne là cá mè. It's not. Actually, maybe. I don't know. Thật ra cô không biết là cô có gọi tên này giống như tên tụi con gọi không? What is catfish, guys? You guys know catfish? Let me see who got the correct answer. Cá mèo. Nah, actually, no. It's not cá mèo, guys. No, 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 no. Let's see. Who has... Ah, Tiêu Khanh. Good job. Well done. Yes, Tiêu Khanh. Exactly. Để cô xem còn bạn nào đúng không nha. Cá mèo. Wow, you guys think it's a cat and a fish? No, it's not a catfish like that. It's not cá mèo. Tiêu Khanh. Yeah. Để cô xem còn bạn nào. Yeah, Hoàng Giang. Good job. Thanh Thư, cá ngừ thì không phải. Cá ngừ là tuna. Đây. Ok, some of you guys have the correct answer. Có một vài bạn có kết quả đúng đó. Đây là cá trê, catfish. Cá trê, ok. Tuna là giống như một vài bạn nói là cá ngừ. Tuna mới là cá ngừ nè. Nếu mà tụi con hay ăn mấy cái món ví dụ như là cơm trộn hay gì đấy, mình sẽ có mấy cá tuna. Và cái này hôm bữa là mình có học trong cái video mà những cái từ dễ phát âm sai á, thì mình sẽ rất là thường dễ đọc cái từ này là salmon, đúng không? Nhưng mà từ này tụi con sẽ không đọc là salmon, tụi con sẽ đọc salmon thôi. Mình sẽ cái âm L, cái chữ L đó là âm câm á. Salmon, salmon, à, là cá hồi. Đây, đây là bốn loại cá mà mình rất là hay gặp nè. Catfish, cod, tuna and salmon. Okay, so this one is cod. Good job everyone, well done. Okay, what about this one? What is it, guys? Tell me. Bạn nào mà hay ăn ăn canh, ăn đồ ăn. À đúng rồi, đây là rau ngò, đúng rồi, rau mùi hoặc là ngò rí. À đúng rồi, đây là ngò rí hoặc là rau mùi nè, tùy nơi sẽ gọi là rau mùi, có nơi sẽ gọi là ngò rí, đúng không? Đúng rồi, cilantro. Đây là cách tụi con phát âm là cilantro, là rau mùi, rau ngò rí. À, còn turmeric. Turmeric là nghệ. Rosemary, cô nghĩ ở đây rosemary rất là ít dùng. Mình không có dùng rosemary ở đây nhiều. Còn basil là mình cũng rất là hay dùng nè. Basil là húng quế. Bạn nào ăn được rau sống á, ăn được mấy cái loại rau á, thì chắc là cũng sẽ biết mấy cái này, đúng không? Rosemary thì nó sẽ mình không có dùng nhiều. Hương thảo mình không có dùng nhiều. Basil thì cô nghĩ các bạn dùng nhiều nè. Húng quế, so, đặc biệt là cilantro. Chắc chắn là nhiều bạn cũng có thể biết ăn ngò rí, đúng không? Ngò rí nè, rau mùi nè. Cilantro, okay, cilantro. Next up, à, ở đây thì cô sợ tụi con không nhìn ra được cái gì nên cô phải để cái chữ tiếng Việt. Ở đây là giấm nè, à, giấm của mình phải có là vinegar, vinegar, okay, vinegar. Soy sauce thì hôm bữa các bạn còn nhớ mình coi cái video cái chị kia làm cái món cơm gì ở trên chảo á, thì có dùng cái soy sauce á, là nước tương nè. Ngược lại nước tương thì mình sẽ có fish sauce là nước mắm nè, nước mắm nè. Rồi mình sẽ có chili powder là một loại ớt bột. Chili là ớt nè, thì mình có powder là ý là nói về một loại bột á, thì mình có chili powder là ớt bột. Mọi người nhớ ớt bột Hàn Quốc mà tụi con hay thấy màu đỏ đỏ đó, thì cái đấy người ta gọi là chili powder. Okay, chili powder. And this one you say vinegar. Vinegar. Okay, vinegar. Next up, ah, this one. Ở đây thì mình sẽ có, oh, a lot of you guys think it's the coconut water. Okay, bây giờ cô sẽ chỉ cho tụi con cái câu này. Cái câu này á, hey, mọi người nhớ là cô đầu tiên cả hai cái này đều đúng. Coconut cream hay là coconut milk thì được dùng như là nước cốt dừa, thì đều có thể gọi bằng hai tên này luôn.
coconut cream hoặc coconut milk đều được. Nhưng mà nếu tụi con muốn nói về cái loại nước dừa mà nó trong trong, cái nước dừa để mình uống cho mát cái cho cơ thể của mình nó mát á, cái nước dừa mà trong trong á, à, thì cái đấy mình gọi là coconut juice. Chứ mình sẽ không có nước dừa là coconut water đâu, mình chỉ gọi ba cái tên đầu thôi. Coconut cream với milk nó mang nghĩa là nước cốt dừa. Còn cái coconut juice nó là cái nước dừa mà trong trong ở trong trái dừa á, khi mà con bổ dừa ra con uống nước dừa á, cái đấy tụi con gọi là coconut juice. Còn nước cốt dừa thì mình mới gọi là coconut cream hoặc là coconut milk đều được, cream hay milk đều đúng hết. Ok, mọi người nhớ cho cô nha. Ừ, cái này thì cô muốn là tụi con phải chọn đúng thứ tự như là cô ghi là gừng với nghệ á. Ok, thì ở đây cũng có rất là nhiều bạn chọn đúng cho cô này. Ở đây cũng có rất nhiều bạn chọn ngược nè. Thực ra cái này nó bị ngược mà nó còn bị sai chính tả nữa. Không chỉ ngược mà còn sai chính tả. Cái này nó bị sai chính tả nè. Mấy cái này thì bị ngược nè. Đó, cái này bị ngược nè. Đó, cái này sai chính tả nè. Mình sẽ có ginger. Ginger là gừng và turmeric là nghệ. Ok, ginger, củ gừng nè, củ nghệ nè. À, mọi người phân biệt cho cô. Ok, ginger and turmeric. Ginger and turmeric. Okay. Next up. Ah, okay. Đây là cô đang muốn nói về cái gì? Noodles là nói chung về các loại mì thôi. Còn ở đây cô đang muốn nhấn mạnh là mì gói, mì gói, mì ăn liền á. Thì tụi con sẽ dùng cái chữ này cho cô nè. Mình sẽ có là instant noodles. Instant noodles, mì ăn liền. Instant có nghĩa là ngay lập tức, là liền á. Ha, thì cái chữ mì ăn liền, những cái loại mì gói như thế này, tụi con sẽ dùng cho cô là instant noodles. Instant noodles, okay. Còn rice noodle là gì mọi người biết không? What about rice noodles? You guys know rice noodles? Rice noodle là nó mang nghĩa là những cái bún mì làm bằng bột gạo á. Tụi con sẽ có bún rồi phở rồi đúng không? Nên là làm bằng bột gạo á. Rice noodles. Còn ở đây thì mình đang nói về mì gói, mì ăn liền. Thì tụi con dùng cái câu là instant noodles. Instant noodles. Ok, cái chữ này nếu mà mọi người mua mì gói thì mọi người cũng hay có thể dễ bắt gặp cái chữ này nè. Instant noodles. Ok. Ah, ok. We don't have steam water. Thực ra nếu mà tụi con dùng steam water thì về nghĩa nó cũng không đúng nữa. Bởi vì steam có nghĩa là hấp. Mà cái nước này ở đây, cái nồi nước này nó không phải là nước mà tụi con hấp lên. Đây là nấu nước bình thường trong nồi thôi. Thì ở đây mình sẽ có cái từ này mang nghĩa là nước dùng, nước lèo. Khi mà tụi con muốn nấu một cái món nào đấy, ví dụ nấu bún bò, nấu phở, thì mình phải có một cái nồi nước dùng hầm từ xương đúng không? Cái nước hầm từ xương đó thì mình gọi là broth. Broth, cái âm đuôi của nó sẽ giống với cái từ teeth. Teeth là cái răng của mình nè. Tụi con sẽ có cái âm đuôi là âm teeth, teeth, right? Thì cái âm này nó cũng sẽ giống vậy. Broth, broth, có nghĩa là nước dùng, nước lèo. À, thì tụi con sẽ dùng cái từ này, cái nước mà được hầm ra từ xương á, để mình có thể nấu cái món bằng nước lèo khác á. Oh, nó không phải là mật ong nha. Wow, really? My Trang, good job, bro. Good job. No, no, this is not honey, okay? This is not honey. Đây là cái nồi nước lèo của mình á, cái nồi nước dùng của mình á, không phải là mật ong đâu. Đây là cái nồi nước dùng á, không phải là mật ong đâu nha mọi người. Broth. À, thì tụi con có cái từ này rất là hay sử dụng nè. Nước lèo, nước dùng, mình gọi cho cô là broth. Broth, okay? Next up. Cái này là nhiều bạn cũng có thể biết ăn, nhiều bạn cũng có thể không biết ăn, đúng không? Cái này mình có là bean sprouts, bean sprouts, giá, giá đỗ á, giá này. Có nhiều bạn biết ăn giá đúng không? Nhưng mà có nhiều bạn sẽ không biết ăn. À, đây là một món giống như là hành đi cùng với lại hành caramel nổ. Léo gì? What do you mean? Nước lèo, nước dùng, nước lèo á. Khi mà tụi con nấu hầm ra từ xương gà rồi đó, thì cái màu của nó, cái màu đấy là người ta đã nấu rất là lâu á. Mỗi nơi sẽ nấu một cái nồi nước lèo khác nhau. Cái nồi nước dùng nấu từ rau củ nè, từ nấu từ xương nè, cái màu nó sẽ khác. Thế tùy vào cái độ con nấu bao nhiêu lâu. À, thì cái đấy mình sẽ có, đúng rồi, nước súp á. Nước súp á, đúng rồi, người ta hay gọi là nước súp luôn á. Đúng rồi, thì cái đấy mình gọi là broth, cái nước dùng, nước lèo. À, broth. Đây là giá, đúng rồi, giá đỗ á. Bean sprouts, okay, bean sprouts. À, đây là tên của giá đỗ này. Còn ở đây cái chữ price này mọi người hiểu là giá gì không? Là giá cả. Cái chữ price này nó có nghĩa là giá cả của mình á, không phải là món ăn đâu. Price. Còn cái này là bean sprout. Cabbage, cabbage là bắp cải, bắp cải. Còn cinnamon là quế, cinnamon là quế. Mấy cái này cô chỉ thêm, bạn nào có thể nhớ được thì tốt. Okay, cabbage, cabbage, bắp cải này. Cinnamon là quế này. Okay, pomegranate. Đây là quả lựu, đúng rồi, pomegranate, chứ không phải là plum, là mận, đây không phải là quả mận đâu. Pomegranate, quả lựu. Raisin, nó là nho khô á.
Đây là quả quả mơ này. À, ok. Good job. Sardine, sardine. Đây là cá mòi. Bạn nào mà hay ăn cá mòi, ba cô gái á, thì sẽ biết cái này. Sardine. À, đây là cá mòi. Lamb là thịt cừu. Thịt cừu thì mình gọi là lamb. Còn cái này là thịt bò xay. Thịt bò xay thì con sẽ có từ là minced beef. Ok, minced beef. À. Ok, last one. Đây là ngũ vị hương. Nếu bạn nào để ý cái chữ ngũ á, nó sẽ mang nghĩa là năm, năm đúng không? Thì mình sẽ có five spice powder. Đây là bột ngũ vị hương. Thì cái tên của nó là five spice powder. Còn những cái khác là những cái mà rất là cơ bản tụi con có thể nhớ luôn cho cô này. Salt là muối nè, pepper là tiêu nè, và sugar là đường nè. Đây là ba cái nguyên liệu cơ bản nhất, ba cái gia vị cơ bản nhất đúng không? À, ngoài nước tương, nước mắm, dầu ăn cái kiểu thì đây cũng là ba cái rất là hay dùng nè. Salt, pepper and sugar. Ngoài ra mình có cái ngũ vị hương nữa là five spice powder. Five spice powder. Okay? Good job guys. So after this quiz, you guys can know more about the difficult vocabularies, right? Nếu mà bạn nào mà nhớ được những cái từ vựng này là rất là giỏi nè. Tụi con mà nhớ được thêm nhiều từ vựng giống như khó khó như thế này là mình biết được rất là nhiều từ rồi đó. Okay, good job. So before we do the Phuket, I want you guys to do a listening first. Trước khi mình làm cái Phuket thì bây giờ mình sẽ làm cho cô một cái bài listening trước, một cái bài nghe trước, và sau đấy mình mới chơi Phuket sau. Okay, wait me. Để cô tắt bớt nó đỡ lắc một xíu. We will have to do a listening. And for this one, I want you guys to write your answer in the chat box. I will invite one friend to give me the answer. What is it? What do you mean? Bơ xay sinh tố là gì mà mọi người đang nói về cái gì? Ah, lemon tea, ask the class. Okay, guys. Wait. Okay, now we're gonna do the listening. I will turn off the chat box, okay? Rồi bây giờ các bạn sẽ làm bài nghe với cô này. Mình sẽ làm bài nghe với cô này. Ok. Bây giờ mình sẽ đọc sơ qua trước những câu hỏi. Sau đấy tại vì cái này nó không phải là cùng một tờ giấy nên là tụi con sẽ hơi khó. Có gì cô sẽ đi theo cái đáp án. À, cô sẽ cho mọi người nghe một đến hai lần để mình đi theo đáp án. Ví dụ ở đây này. What time of day does this conversation take place? Cái cuộc buổi trò chuyện này là nó diễn ra vào buổi nào? Đây thì ở đây cô không giải thích đáp án, các bạn sẽ tự nhớ cho cô, tự biết đáp án nào cho cô. Ok, bây giờ thay vì như vậy cô sẽ ngừng tới cái khúc đấy để tụi con biết đáp án, thì ở đây mình sẽ nghe hai câu này trước. Hai câu này thì ở đây cô sẽ giải thích nè. Đầu tiên là cái buổi trò chuyện này nó diễn ra vào thời gian nào. Thứ hai, the man doesn't give his son something to eat because người đàn ông đó không cho đứa con của mình, không cho người con trai của mình, nó son là con trai này, không cho con trai ăn bởi vì sao? Bởi vì sao? Thì đây là những cái lý do này. Thì các bạn chọn cho cô cái lý do đấy. Now guys, listen carefully, okay? I will let you guys listen twice. Các bạn nghe nha. Nghe rồi chọn đáp án cho cô. Thì các bạn cứ coi như đây là A, B, C cho cô. Theo thứ tự, cứ là A, B, C cho cô. Okay? A, B, C. A, B, C. Okay? Now listen. Listen carefully. Dad! Yeah, Mikey? Can I have a really good snack? I don't know. I think it's, what time is it? I think it's going on dinner. It's 3:30. 3:30. We better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy. Okay. Now, again, the câu trả lời của mình, hai câu này nó đều nằm trong 16 giây đầu tiên. Tụi con nghe thử cho cô nha. Sau đấy cô sẽ mời một bạn thử nha. Bạn nào tự tin thì nhớ là raise hand cho cô. Thế. Dad! Yeah, Mikey? I don't know. I think it's, what time is it? I think it's going on dinner. It's 3:30. 3:30. We better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy. Okay. Who knows the answer? Who knows the answer? Raise your hand in front of the screen. Các bạn giơ tay trước màn hình cho cô á. Bạn nào biết đáp án thì giơ tay trước màn hình cho cô á. Who knows? Phúc Nguyên, right? Yes, Phúc Nguyên, can you help me? The first it is the answer is B. Ah,
So you think in the evening, right? You think number one is in the evening, right, Phúc Nguyên? Uh-huh. In the evening, is it your answer? Okay, okay. So now the second one, bây giờ Phúc Nguyên sẽ chọn câu này, thì cô bấm câu này. What about number two? Ở đây nói chuyện đáp án luôn nè. Okay, đây cô giải thích cho sẵn tiện thì cô giải thích Phúc Nguyên luôn. Đây, tại sao nó không phải là in the evening? Con nghe kỹ lại với cô này. Dad. Yeah, Mikey. Can I have a really good snack? I don't know. I think it's what time is it? I think it's going on dinner. I think it's going on dinner. Bố nghĩ là sắp tới buổi tối rồi đó. Sắp tới buổi tối rồi đó. It's 3:30. It's 3:30. Ở đây thì bạn đúng sau thì bạn có nói gì? It's 3:30. It's 3:30. 3:30 thì sẽ không thể nào là in the evening được. It's 3:30. Không thể nào là in the evening được. Nó phải là gì? Nó phải là buổi chiều nha. Phúc Nguyên nhớ nha. In the evening. No. It has to be in the afternoon. Okay? In the afternoon. So what about number two? Who can do number two? Các bạn nào biết làm ra được câu thứ hai cho cô không? Yes, Hoàng Giang, please. What is it? What is your answer? My answer is they are going to eat soon. They are going to eat soon. Okay, let's see. So the man doesn't give his son something to eat. Người bố đã không cho con trai mình một cái gì để ăn snack, ăn vặt á. Bởi vì sao? Yeah, they are going to eat soon. Bởi vì sắp đến, hồi nãy là bố có nói đó, là sắp đến bữa tối rồi đó. Cho nên là bố không muốn cho ăn vặt. Okay, good job. Now, các bạn sẽ nghe tiếp cho cô thêm hai câu này nữa. Mình có ba câu thôi, các bạn để ý luôn cho cô này. The boy wants, muốn cái gì cho cái snack nè. Còn nãy cậu bé rồi ăn snack, ăn vặt đúng không? Thì cậu bé muốn cái gì thì con nghe thử lại. Sau đấy thì the father offer his son. Cuối cùng thì người ba offer có nghĩa là giống như là cho. Cuối cùng là giống như là đề nghị con mình ăn cái gì á. Cuối cùng là sau khi nói chuyện một hồi thì con đòi ăn cái này nhưng mà bố không cho. Thôi bố kêu là bây giờ hay là con ăn cái sandwich đi. Nhưng mà sandwich gì, sandwich vị gì thì tụi con nghe cho cô là sandwich vị gì. Cái cuối cùng, the boy is going to, cậu bé sẽ làm gì trong lúc while their father prepares some food. Trong khi mà bố chuẩn bị bữa tối á, trong khi mà bố chuẩn bị đồ ăn á, thì người con sẽ làm gì, sẽ làm cái công việc gì, hành động nào. Đó, các bạn nghe lại cả bài cho cô, sau đấy chọn cho cô ba câu này, ok? Tại vì cái bài mình cũng ngắn thôi, cho nên là mình nghe lại khúc này một xíu, rồi sau đấy tụi con chọn đáp án cho cô nha. I don't know. I think it's what time is it? I think it's going on dinner. It's 3:30. 3:30. We better wait. Why, Dad? Well, what kind of snack do you want? Candy? No, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Carrots? No. Well, what else can you suggest? Candy. No, I don't think. I think you better wait. A sandwich? A spinach sandwich? Spinach sandwich. Spinach sandwich? When did you start liking spinach? Today. Well, what about a small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Okay. Again. It's kind of hard, right? Again? Oh. Carrots? No. What kind of snack do you want? Candy? No, candy is out. Oh, how about some broccoli? No. Carrots? No. Well, what else can you suggest? Candy. No, I don't think. I think you better wait. A sandwich? A spinach sandwich? Spinach sandwich? Spinach sandwich? When did you start liking spinach? Today. Well, what about a small sandwich? Okay. Okay, I'll whip it up in a minute. Play with your toys while you're waiting for it. Okay. Now, write your try writing your answers. Try writing your answers for number one and two. For number one and two. Who knows? I think this one is easy, right? The first one is easy. Yeah, I think a lot of you guys have the correct answer, right? Tú Phương, please, the first one. What is it? Con thưa cô là con chọn candy. Yeah, the boy wants candy. Yeah, the boy wants candy. You're right. Well, what kind of snack do you want? Như vậy con muốn ăn vặt cái gì? Candy là giống như là câu hỏi á, được ăn kẹo không á? Candy. Nó là một câu hỏi tu từ vậy đó. Candy. Okay, good job. Well done. What about the second one? What kind of sandwich do you have here? Fish or ham or vegetable, do you think?
Spanish. Yeah, that is not the correct word. Actually, it's not Spanish. It is spinach. Spinach. Ah, okay, Hành Giang, give me all three. Now, let's see. Let's invite one friend. Tiêu Khanh, please, do you know this one? What answer? Which one did you choose? Which one did you choose? Fish. 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 Ah, it's actually vegetable because you got this word. Thực ra nó là vegetable. Vì sao cô giải thích cho mọi người mình có cái từ này spinach. Spinach. Ah, spinach. It's a kind of vegetable. Đây là tên của một loại rau củ. Một loại rau. Spinach. Ah, mọi người có biết rau này không? You guys know Popeyes? Popeyes? Các bạn nào coi phim đấy hồi xưa là xưa? Popeyes. Đây là rau bina. Mọi người có biết là Popeyes phải ăn cái rau bina xong rồi cái nổi cơ bắp cuồn lên không? Các bạn nào coi phim đấy bao giờ chưa? Cô thấy cô coi phim đấy từ hồi cô còn bé. Không biết là tụi con còn coi phim đấy không? Cô nghĩ là không ai còn coi phim đấy. Yeah, đúng rồi, rau bó xôi. Đúng rồi, rau bó xôi như bạn gọi là rau chân vịt đó. Rau chân vịt, rau bó xôi, rau bina đó. À, thì mình có cái spinach này. Ok, good job, well done. Spinach. Well done, well done. So it is a vegetable sandwich, right? Nhưng cho nên cuối cùng đáp án của mình sẽ là vegetable sandwich because spinach is a kind of vegetable. Now the last one, I think it's easy too. The last one, I think it is easy too. Now one friend help me, okay? Okay, Diệu Linh, please hang Diệu Linh. Help me with this one. What is your answer? My answer is play with toys. Good job, play with toys. Okay, play with your toys while you're waiting for it. À, hãy chơi với đồ chơi của con đi trong khi mà con đợi cho cái món đấy. Good job, well done. Well done, everybody. Well done. What about this one? I think there's one more exercise. Wait. I will let you guys play the book it at the end. I think, let's see, which one is easy? Để cô xem cái nào dễ. Sau đây mình sẽ chơi pluck it. I think the first one is the easiest. Chắc là cái đầu tiên sẽ là cái dễ nhất. Okay, now listen to this one. People are talking about their eating habits. What does each person eat now? Mỗi người đang ăn cái món gì? Con sẽ nhìn vào cái hình để chọn cái món đấy cho cô. Okay? Listen and check the correct answers. À, nên là ở đây là mọi người cùng nghe và cùng làm được nè. Bây giờ mọi người chuẩn bị đáp án của mình. Mọi người vừa nghe và vừa làm. Sau đấy ghi đáp án vào chat box cho cô. Sau đấy cô sẽ mời một bạn nói cho cô nghe cái đáp án của con nghe. Ok. Now listen to number 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3, 4. People are talking about their eating habits. What does each person eat now? Listen and check the correct picture. 1. I never pay attention to my diet. I eat whatever I want. There's nothing I like more than a big, juicy steak for dinner and chocolate cake and ice cream for dessert. Yum. 2. I'm trying to cut down on cholesterol, so I've stopped eating eggs, cheese, and red meat. I'm eating a lot more fish and chicken. 3. I'm trying to put on weight. Everyone tells me I'm too thin, so I started eating a lot more meat and dairy products. It's great. Now I can go out as often as I want for hamburgers and milkshakes. 4. I've got a real sweet tooth. I love chocolate, candies, and things like that. But I know it isn't healthy, so I've given all that up. Now the only sweets I have are fruit. Mm-hmm. Okay, this one. What do you guys think? What do you guys think? Now, write your answer. Try. After one time listening, one time listen. What is your answer, everybody? Write the whole 4, okay? Các bạn thử viết chữ của cả 4. Cả 4 đáp án luôn. A, so number 1, A, right? A lot of you guys choose A, yeah. Number 1, A. What about 2, 3, 4? Rất nhiều bạn nhắn. Tôi có nhắn một lần cho cô thôi nha. Mọi người không nhắn nhiều quá nha. Nhắn một lần là cô nhìn thấy rồi. Okay, number 1, you guys say A, right? Is it A? I never pay attention to my diet. I eat whatever I want. Tôi ăn bất kể thứ gì tôi muốn. Không có gì mà tuyệt vời hơn là một cái big juicy steak. Có nghĩa là kiểu thịt bò. Steak hồi nãy tụi con đã học cái từ steak rồi đúng không? À, thịt bò bít tết á. Nhưng mà nó juicy có nghĩa là nó mọng nước á.
cho bữa tối, sau đấy sẽ có chocolate cake và ice cream cho tráng miệng. Như vậy chắc chắn mình nhìn vào cái hình mình sẽ biết đây là ice cream, đây là chocolate cake nè, và đây chính là beef steak nè. So number one is A. Good job. What about number two? Now, two. Focus. Number two, guys. Two B. Okay. Ở đây cô thấy bạn nào vừa mới gửi B đây? Quốc Trung said B. Quốc Huy said A. You think it's A? To B, Bảo Hà nè. Phúc Nguyên said A, right? Phúc Nguyên said A. What about the others? Mọi người nhắn. Hoàng Hiệp said A, okay. Tony said B. Phương Nhi said A, Ngọc Khuê said A. A, B đều đầy đủ đúng không? B, Tú Phương. Okay, now, bây giờ các bạn để ý nè. I'm trying to cut down cholesterol. Cholesterol á. Stop nghĩa là tụi con dừng ăn cái gì? Dừng ăn trứng, dừng ăn phô mai và thịt red meat, có nghĩa là những cái loại thịt bò, cái loại thịt mà nó có máu màu đỏ đó, nghe thịt đỏ như thịt bò tụi con thấy á, red meat người ta gọi cái loại thịt đấy là red meat. I'm eating a lot more fish and chicken. Tôi bây giờ tôi tập trung tôi ăn nhiều thịt những cái chất đạm tốt hơn. Ví dụ như là cá hay là gà này chứ không có ăn kiểu như là sẽ không ăn gì nữa, không ăn trứng, không ăn phô mai cũng như không ăn thịt bò nữa. Cho nên đáp án ở đây là con sẽ không chọn mà con phải chọn cho cô câu A nè. Bây giờ mọi người sẽ tập trung ăn trứng, tập trung ăn cá và ăn thịt gà nhiều hơn. So number 2A. Now number 3. What about number 3? This guy is thin. Okay, number 3, you guys think is B, right? Yeah. Now, bây giờ tôi có thể làm gì? I can go out as often as I want for hamburgers and milkshakes. Bây giờ tôi có thể đi ra ngoài chơi và có thể ăn hamburgers và uống milkshakes. Đây, tại vì bạn này đây là cố gắng gọi là tăng cân á. Mọi người nói là quá too thin, quá gầy, too thin. Cho nên là bạn ăn nhiều thịt và những cái sản phẩm làm từ sữa nhiều hơn nè, dairy products nè. Và number four. Okay, you guys chat. You guys write your answers a lot in the chat box, huh? Okay, thank you guys so much. So now I will talk about the last one. Then we're gonna play click it. Okay. I'm got a real sweet tooth. Kiểu như là cái ở đây sweet là ngọt, tooth là cái răng của mình, nhưng mà nó không có nghĩa là răng ngọt đâu. Kiểu ý, ở đây nói là con là một cái người mà kiểu như là rất là thích ăn đồ ngọt á. Có nhiều bạn thì rất là thích ăn ngọt đúng không? Thì người ta có thể nói là I've got a real sweet tooth. Có nghĩa là con rất là thích ăn ngọt, cực kỳ thích ăn tráng miệng, ăn ngọt, cái món là có đường nhiều á, đúng rồi. Thích ăn sô-cô-la này, kẹo này, những thứ như vậy. Nhưng mà tôi biết là nó không có healthy, không có mạnh, khỏe mạnh đâu, không có tốt cho sức khỏe đâu. Cho nên là bạn bỏ cuộc, không ăn những món đấy nữa. Bây giờ bạn chỉ gọi là cái sweet, cái đồ ngọt ở đây mà bạn ăn á, chính là trái cây, fruit. Cho nên tụi con sẽ chọn cho cô là A. Okay, good job. Now, I don't want to waste your time, so we're going to start the bucket today, okay? You guys are very excited to this one, right? Oh, not a lot. So try, okay? There are only about 60 friends in our class, so try to join in the room, okay? Mọi người cố gắng ai cũng đều chơi cái bucket nha, okay? So it's actually a very easy one. It's not that hard. It's about fruits. So với những cái mà hồi nãy giờ mình học, thì cô nghĩ cái này là một cái bài rất là dễ. If you guys are good at remember the names of the fruits, this one is a very easy one for you. It's a piece of cake. Last time we already played the Santa workshop, right? So let's try something else. Then we're gonna come back to Santa later, maybe on Christmas Day. Okay. So for 5 minutes. Okay, let's see. Okay, so maybe for 7 minutes. Mình sẽ chơi, chắc là cũng không, dù ra cũng không kịp thời gian cho tụi con sửa bài, cho nên mình sẽ chơi tầm 7 phút luôn. Okay, host now. Cái này thì cô sẽ sửa sau, okay. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ chơi thôi. Sau khi mình chơi xong thì cô sẽ thêm thử coi bạn nào được hạng nhất cho. Và sau đấy thì mình sẽ ngừng buổi học hôm nay, okay. So wait me, let me send you guys the link in the chat box, guys. The link in the chat box now. Please click the link. Bạn nhấn vào link cho cô này. Wow, very fast. That's the your way if you're very fast at playing Pocket. Hôm nay là chắc chắn là các bạn sẽ đầy đủ, có đủ spot cho mọi người chơi này. It's still 00 for Vietnam and Indonesia.
for the other. Okay, 1 last minute, everybody. 1 last minute. Một phút cuối cùng thôi. Bạn nào chưa vào thì con tranh thủ vào nè. The last minute for everybody. The last minute. What's wrong? Only 44 players. What about the others? Are you guys here? What about the others? Everybody, let's start with a book it today. Everybody, you have to answer quickly and correctly, okay? Quickly and correctly. Wow, Ngọc Khuê, Đức Tiến, you're top 1 and top 2 right now. Ngọc Khuê, Đức Tiến. Now we have Kelly. Kelly. Đức Tiến, come back to top 1. Anh Khoa, you're in top 1 right now. Harry, top 1. Hoàng Giang top 1 right now. Hoàng Giang and Bảo Hà top 1 and top 2. Wow. Các bạn thay đổi hạng liên tục. Try to answer quickly, okay? Các bạn cố lên. Cái chủ đề này cũng rất là, mình đã học rất là nhiều nè. Choose answer correctly, okay? And quickly. Okay, guys? 3 minutes, 30 seconds. Aidan, top 1. Aidan is in top 1.
played a lot of sports. Oh, you got stoned. You got stoned. You think just swam good. Good hang Zhang, so he's in top one. That's wrong. Now Lemon Tea is in top one. Wow. It's changed continuously. 2 minutes and 30 seconds, everybody. 2 minutes and 30 seconds. Got 2 minutes to change your face. Oh, win. If you guys got stole a lot from your friends, you guys gonna feel a little bit angry, right? Wow. For me, right? You just stole like 149,000 from Lemon Tea. From who? From Kelly. Why you guys stole? You guys keep stealing, right? I keep stealing. Wow, so many goals, everybody. 9 billion. Ở đây là mình có bạn cao nhất là được 4 tỷ 9 rồi đó. 4 tỷ 9 vàng. That's a lot. The last minute, everybody. The last minute. Bây giờ cô sẽ stop share để mọi người không thấy cái hạng của mình. Không biết là tụi con có nhìn được cái hạng không ta? Only me saw the result. Everybody, 15 seconds. 50 seconds, 40 seconds, everybody. The last 20 seconds, guys. The last 20 seconds already. The last 20 seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. You guys know the result? Let's see who are in our top three today. Congratulations. Bảo Hà, good job. You're in top one today. And Ngọc Khuê, wow, you're always in top three, Khuê, last time and today, right? Congratulations, Bảo Hà. This is your first time. You're in top one, right? Không phải, hôm nay là lần đầu tiên là Hà được top one này, đúng không? Congratulations, Bảo Hà, Ngọc Khuê and Lemon Tea, our top three today. Well done, everybody. I think our top three are the three ladies today, right? Good job, girls. Well done. So this one is a lot easier than the other ones, right? Good job. You guys have like 82% of correct answers. Hôm nay các bạn làm rất là giỏi nè, được đúng tới 82% lận. Cái này thì không chỉ tụi con phải biết làm mà tụi con còn phải có lucky nữa, đúng không? Phải có một độ may mắn mình mới cướp được vàng, mình phải cướp và mình phải đổi vàng, đúng không? Thì mình mới được điểm cao như vậy, đúng không? Mình mới được điểm cao, càng cao được. Good job, guys. Ngoài ra thì tụi con cũng đã biết được nhiều từ để chọn đúng thì mình mới được cơ hội được, đúng không? Good job. Yeah. So you got Win top 4, Kelly top 5, Hồ Gia Hy, Trang. Good job, Hiệp. Good job. You're in top 10, Hiệp. Diệu Linh, Khôi, Đức Tiến, Maxson. Good job, everybody. Good job. Đây là hạng của mọi người nè. Lúc đầu là Hoàng, cô nhớ là Hoàng Giang với Phúc Nguyên cũng được hạng rất là cao nè. Bình An, good job. Well done, everybody. Good job for today's class. So I cannot correct this one right now because it's 9:04, right? I will see you guys back the next week and we're gonna learn Unit 8, okay, guys? Còn sau thì mình sẽ không còn học Unit 7 nữa. Mình sẽ chuyển sang Unit 8, okay? Now, say goodbye to your friends, okay? Say goodbye to your friends and see you next week. Goodbye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.